kiên nhẫn và chờ đợi. Thưa quý vị và các bạn, một loạt các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng của Ukraine hôm 5 và 6 tháng 12 đã vô hiệu hóa hy vọng cuối cùng của Kiev về việc thực thi kế hoạch cắt điện luân phiên nhằm tránh mạng lưới điện quốc gia bị quá tải. Câu hỏi là làm thế nào Ukraine có thể tránh nguy cơ đất nước bị đóng băng trong tình huống bất điện, mất nước? Người Nga được cho là đã tung đòn trả đũa khi các căn cứ không quân của nước này bị tấn công. Nhưng giới quan sát lại hoài nghi rằng cuộc tấn công tên lửa vào Ukraine có khả năng đã được lên kế hoạch từ trước. Thực hư của câu chuyện này vẫn chưa có lời giải, thì Nga tiếp tục có động thái bất ngờ điều tên lửa tới đảo gần Nhật Bản. Sau đây, mời quý khán thính giả cùng quan sát theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của kênh Tin 360 News. Nga dựng căn cứ tên lửa mới gần Nhật Bản trong bối cảnh thiếu tên lửa phòng thủ. Vụ UAV dễ dàng tiến sâu vào lãnh thổ Nga đã gây thiệt hại cho căn cứ không quân Diaghilevo và Azov, được giới chuyên gia quân sự Nga nhận định là do thiếu hệ thống tên lửa phòng thủ. Như trong video trước chúng tôi đề cập, chuyên gia phòng không Yuri Knutov đã hé lộ nguyên nhân khiến các căn cứ này bị tấn công là do một phần đáng kể của lực lượng phòng không đặt tại căn cứ đã được gửi đến khu vực chiến sự tại Ukraine. Và tình báo Mỹ và Anh đã tìm ra điểm yếu và vạch đường cho UAV Ukraine tấn công. Tuy nhiên, trong bối cảnh được cho là thiếu hệ thống tên lửa phòng thủ, người Nga lại có động thái khiến giới quan sát kinh ngạc khi triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa mới tới quần đảo Kuril đang tranh chấp với Nhật Bản. Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã triển khai các hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển di động trên đảo Kuril ở phía Bắc, là một phần của chuỗi đảo có vị trí chiến lược trải dài giữa Nhật Bản và bán đảo Kamchatka của Nga. Bộ này tuyên bố các hệ thống của Nga có tên lửa tầm bay lên tới 500 km, tức 310 dặm, đã được triển khai trên đảo Baramusia. Ngoài ra, phía Nga còn tuyên bố các quân nhân ven biển của hạm đội Thái Bình Dương sẽ gánh vác 24/24 để kiểm soát vùng biển lân cận và các vùng eo biển. Điện Kremlin mô tả thêm rằng họ có kế hoạch triển khai quân thường trực tại đây, bao gồm cả nhà ở và thậm chí cả khu giải trí, tương tự như một căn cứ quân sự. Tất cả những điều này diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nhật Bản và Nga bế tắc. Đối với các cuộc đàm phán hòa bình liên quan đến hiện trạng của các đảo, Nga đã chấm dứt các cuộc đàm phán sau khi Nhật Bản áp đặt các biện pháp trừng phạt do Nga tấn công Ukraine. Nga đã triển khai các hệ thống Bastion trên Mature, một phần của quần đảo trung tâm Kuril. Nhưng thông báo mới này về việc mở rộng các hệ thống tên lửa ven biển tới các đảo khác đã đánh dấu một sự leo thang đáng kể. Theo Reuters, chánh văn phòng nội các Nhật Bản Hidokazu Masuno đã nói trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba rằng chính phủ Nhật sẽ theo dõi chặt chẽ hoạt động quân sự của Nga, đồng thời cho biết thêm rằng hoạt động quân sự của Nga đang tăng cường ở các vùng Viễn Đông, song song với cuộc xâm lược Ukraine của Moscow. Không chỉ có động thái điều tên lửa phòng không tới sát quần đảo tranh chấp với Nhật Bản, việc Nga đáp trả tức thì khi phóng 100 tên lửa Kalibr vào các cơ sở trọng yếu của Ukraine chỉ sau vài giờ các căn cứ không quân nằm sâu trong lãnh thổ của Nga bị tấn công cũng gây ra một số hoài nghi. Tình trạng thiếu điện đã thay đổi vận mệnh Ukraine. Chỉ một ngày trước khi các sự kiện UAV tấn công các căn cứ không quân nằm sâu trong lãnh thổ của Nga, ngày 4 tháng 12, truyền thông Ukraine tờ Pravda đã từng cảnh báo người Nga đang sở hữu khoảng 100 tên lửa Kalibr ở hai vùng biển. Và ngày hôm sau, ngày 5 tháng 12, 100 tên lửa này đã lên đường tìm kiếm mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự quốc tế nhận định rằng việc liên kết vụ phóng 100 tên lửa này của Nga là đòn trả đũa Ukraine có thể không chuẩn xác, bởi các hoạt động tấn công tên lửa quy mô lớn như vậy không thể được chuẩn bị chỉ trong vài giờ, mà có thể đã được phía Nga lên kế hoạch từ trước. Như thường lệ, phía Ukraine sẽ che giấu tổng thiệt hại. Tuy nhiên, các báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết tên lửa đã tấn công các mục tiêu tại Kiev, Odessa, Vinnytsia, Teduvo, Zaporizhzhia, Kharkov và Kirovohrad, và ảnh hưởng đến ít nhất hai nhà máy nhiệt điện ở Odessa là Kirovohrad cũng như các trạm biến áp điện ở những khu vực này, dẫn đến mất điện một phần ở Odessa, Zhytomyr và vùng Kharkiv. Thủ đô Kiev được cho là vẫn có điện sau vụ tấn công tên lửa này, nhưng nhu cầu chia sẻ điện năng với các khu vực khác đã bị gần trệ để ưu tiên cho các trường hợp khẩn cấp. Sergey Kovalenko, giám đốc điều hành công ty năng lượng Yasno cho biết hiện đang có tình trạng ngừng hoạt động khẩn cấp ở thủ đô Kiev do các cuộc tấn công. Mức tiêu thụ được giới hạn ở mức 575 MW, nhưng không có chuyện ngừng hoạt động hoàn toàn. Hầu hết thành phố vẫn có điện. Ngay sau khi tình hình trong hệ thống năng lượng hoàn toàn ổn định, chúng tôi sẽ quay lại lịch trình cung cấp điện.
Tuy nhiên thực tế là sau cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào giữa tháng 11, công ty năng lượng không chỉ cắt điện một vài ngày như đã hứa để sửa chữa, mà đã ngừng hoạt động trong gần 3 tuần. Và chỉ vào ngày 5 tháng 12 vừa qua, các kỹ sư điện của Kiev mới thông báo quay trở lại lịch trình cung cấp điện trước đó. Nhưng cũng thật trùng khớp là đúng ngày hôm đó, người Nga lại tiếp tục nã tên lửa vào Kiev để đáp trả cho vụ các sân bay của nước này bị tấn công. Liệu đây có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Tuy nhiên, Ukraine với sự trợ giúp tài chính của Mỹ và EU đang ráo riết đặt mua các máy phát điện tư nhân để chống chọi trước nguy cơ mất điện trên diện rộng. Cả thủ đô Kiev và Ukraine nói chung đã thay đổi rất nhiều trong tháng qua. Hình ảnh các máy phát điện đặt ngay trước mọi cửa hàng và các quán cà phê đã trở nên phổ biến trong những tuần qua ở Odessa hay ở bất kỳ thành phố nào của Ukraine. Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal cho biết, tương lai mọi cư dân Ukraine có thể mua máy phát điện hoặc trạm sạc từ nước ngoài mà không phải trả thuế hải quan và thuế giá trị gia tăng VAT. Hiện mỗi ngày có khoảng 8.500 máy phát điện được nhập khẩu vào Ukraine. Để hiểu rõ mức độ tổn thất của nền kinh tế Ukraine do lưới điện bị phá hủy, tờ Trana của Ukraine đã phần nào hé lộ sự khó khăn của các doanh nghiệp Ukraine phải vật lộn để tồn tại trong thời gian mất điện như sau. Hiệp hội những người làm bánh toàn Ukraine đã báo cáo rằng do công ty điện ngừng hoạt động khẩn cấp, hàng tấn sản phẩm không thể sử dụng được do quá trình nướng bị gián đoạn. Công ty thép ArcelorMittal RiverGroup vào ngày 26 tháng 11 đã thông báo ngừng sản xuất do mất điện, nhu cầu về kim loại đã giảm 65%. Công ty gỗ VJSM Edina Masepura dù có trạm biến áp riêng nhưng đã phải giảm công suất sản xuất xuống chỉ còn 1 ca. Do mất điện nên các hoạt động trồng rau củ trong nhà kính cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Tờ Krana cho biết, mất điện một phần và mất điện toàn bộ đã ảnh hưởng nặng nề đến các doanh nghiệp Ukraine. Các công ty đang vội vã mua máy phát điện, nhưng họ thừa nhận rằng họ không tiết kiệm được nhiều chi phí. Nhiều doanh nhân Ukraine đã hiểu rằng máy phát điện chỉ là một giải pháp khẩn cấp, bởi có quá nhiều chi phí như bảo trì và mua nhiên liệu. Chúng tôi hiện có 5 máy phát điện đang hoạt động, chúng tôi sẽ khởi động chúng khi mất điện. Mức tiêu thụ 200 lít mỗi ngày cho mỗi chiếc, tức là 1.000 lít mỗi ngày cho toàn bộ các máy phát điện. Và nếu chúng hoạt động liên tục thì sẽ ngốn 15 triệu hryvnia mỗi tháng. Mặc dù máy phát điện không phải là liều thuốc chữa bách bệnh khi mất điện, nhưng doanh nghiệp Ukraine vẫn tiếp tục tích cực mua vì trên thực tế, đây gần như là cơ hội duy nhất để nền kinh tế nước này có thể vận hành. Sự cố mất điện gần đây và những lần mất điện tiếp theo đã cho thấy rằng máy phát điện cũng không giúp được gì nhiều đối với các ngành sản xuất phải phụ thuộc hoàn toàn nguồn cung cấp điện tập trung. Từ đây lại phát sinh một vấn đề là để có được nguồn điện từ mạng lưới điện quốc gia, các doanh nghiệp Ukraine đã phải trả một khoản tiền cho các quan chức năng lượng để bị ít cắt điện hơn. Tờ Krana có đoạn, nghe nói rằng phí trung bình cho việc bị cắt ít điện thường xuyên hơn là 1.000 đô la một tháng. Vì vậy, chúng ta có thể nói rằng tham nhũng cấp cơ sở đang cứu rỗi chúng ta. Trong khi đó, một số doanh nghiệp đang điên cuồng tìm kiếm nguồn cung điện từ mạng lưới điện của công ty đường sắt Uralnistria. Nhiều công ty đã chuyển công việc kinh doanh ra nước ngoài, đến Đức, Hungary, Ba Lan. Trong khi các doanh nghiệp vừa và nhỏ buộc phải thu hẹp hoạt động kinh doanh, nhiều người đang bị sa thải hàng loạt. Tờ Trana kết luận, cho đến tháng 1 tới, tất cả những điều này có thể trở thành một đòn giáng khác vào nền kinh tế Ukraine. Sau vụ tấn công tên lửa của Nga hôm 5 tháng 12, ông Volodymyr Kurevsky, người đứng đầu công ty truyền tải điện quốc gia NCB Ukrainego, đã nhanh chóng thông báo rằng sẽ mất 1 hoặc 2 ngày để khôi phục khả năng sản xuất điện và sửa chữa. Tuy nhiên, các kỹ sư điện của nước này cũng đã từng hứa như vậy sau cuộc tấn công tên lửa vào ngày 16 tháng 11 và quá trình phục hồi lưới điện kéo dài trong suốt 3 tuần. Đáng chú ý là không quan chức nào trong chính quyền Kiev nhắc đến việc khôi phục mạng lưới điện hoàn toàn. Vì vậy, mất điện liên tục diễn ra trên khắp đất nước đang là chuẩn mực mới trong cuộc sống của người dân Ukraine. Thực tế là hệ thống lưới điện của Ukraine đang hoạt động ở ngưỡng giới hạn cuối cùng. Khi đó được chứng minh bằng các ví dụ sinh động về sự chắp vá ở các vùng Chernihiv và Zhytomyr. Các đường dây điện tại hai khu vực biên giới này vốn được nối với hệ thống điện năng của Nga và Belarus. Giờ đây, Ukraine không cần điện từ Belarus, nhưng các đường dây tải điện lại có thể hữu ích để thay thế cho các đường dây bị hư hỏng ở các khu vực khác. Điều này cho thấy việc khôi phục các đường dây bị hư hỏng ngày càng trở nên khó khăn hơn, cũng như cho thấy các thiết bị phụ tùng thay thế của Ukraine ngày càng cạn kiệt. Tất cả điều này thật đáng tiếc là do kết quả từ các vụ tấn công khiêu khích của Ukraine
không chỉ ảnh hưởng đến điều kiện dân sinh, mất điện, cho thấy những tác động to lớn hơn nhiều đến vận mệnh quốc gia của Ukraine. Thiệt hại tỷ lệ thuận với nỗ lực khiêu khích của Kiev. Có một điều cần lưu ý là cứ sau mỗi cuộc tấn công khiêu khích của Ukraine thì mức độ thiệt hại của nước này ngày càng trầm trọng hơn từ các cuộc tấn công của Nga vào hệ thống điện và đường sắt của Ukraine. Bản tin của Bộ Quốc phòng Nga hôm 6 tháng 12 cho biết các mục tiêu đột kích đã được xác định bao gồm các khu vực Odessa, Nikolaev, Dnipropetrovsk, Vinnytsia, Poltava, Zhytomyr, Chersky, Kirovohrad, Zaporozhye. Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo, chúng tôi nhấn mạnh rằng không có cuộc tấn công tên lửa nào vào thành phố Kiev. Lvov, thành phố giáp biên giới với Ba Lan, trên thực tế được cho là thủ đô của các sĩ quan Mỹ, NATO, hiện đang là mục tiêu trong các cuộc tấn công tên lửa của Nga. Đồng thời, trên mặt trận phía đông, lực lượng Nga đang chuyển sang tấn công theo các hướng nhằm phân tán và làm loãng hỏa lực của lực lượng Ukraine. Mất điện gây nguy hiểm cho các bệnh viện dã chiến. Một vấn đề lớn là các bệnh viện dã chiến của Ukraine được cho là bị ảnh hưởng nặng nề do mất điện, có nghĩa là tỷ lệ sống sót của những người lính bị thương nặng sẽ thấp hơn so với các cuộc xung đột hiện đại khác. Các bản tin hàng ngày của Nga cho biết có từ 200 đến 300 quân thiệt mạng. Phía Nga cũng cho biết số người Ukraine bị thương là khoảng từ 600 đến 900 binh sĩ, tức là tổng cộng con số binh sĩ Ukraine tử trận và bị thương lên tới gần 1.000 người mỗi ngày. Mức độ nghiêm trọng đã được Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen gần đây xác nhận là 100.000 binh sĩ. Các bệnh viện dã chiến và các cơ sở đặc biệt đã được Ukraine dựng lên để điều trị thương vong, vốn phụ thuộc vào nguồn điện để bảo quản và duy trì hoạt động của tủ lạnh, thuốc men, thiết bị chẩn đoán, huyết tương đã bị tê liệt do mất điện. Khi điện bị ngắt đột ngột, các cơ sở điều trị bệnh binh thường rơi vào tình huống căng thẳng. Khi chỉ có chưa đầy 2 giờ để khôi phục được các nguồn điện, có thể bằng máy phát điện trước khi nguồn máu dự trữ và thuốc men bị hư hỏng. Đối với các bệnh viện Ukraine và bệnh viện dã chiến, mất điện đã trở thành một cơn ác mộng, đặc biệt là tại các thành phố đang xảy ra giao tranh dữ dội như Bakhmut và Lyman. Khi các tuyến đường bộ và đường sắt bị chia cắt và các hoạt động sơ tán quân sự cũng bị dừng lại, điều này có nghĩa là tỷ lệ đầu hàng của các đơn vị Ukraine sẽ tăng lên. Dấu hiệu đầu tiên đang bắt đầu xảy ra khi bản tin của Bộ Quốc phòng Nga công bố vào ngày 2 tháng 12 như sau. Theo đó, ở hướng Donetsk, 60 quân nhân Ukraine, 3 xe tăng và 6 xe chiến đấu bọc thép đã bị phá hủy. Ở Kuviansk, hai nhóm chiến thuật đại đội của lực lượng Ukraine đã bị cản trở bởi các cuộc không kích, hỏa lực pháo binh và hệ thống súng phun lửa hạng nặng. Trên hướng Krasno-Limansky, 3 đại đội chiến thuật của Ukraine đã bị hỏa lực tấn công. Thiệt hại mỗi ngày theo hướng này lên tới 100 quân nhân Ukraine thiệt mạng và bị thương. Ở hướng Nam Donetsk, một đại đội Ukraine đã phản công bất thành. Có tới 50 quân nhân Ukraine đã bị tiêu diệt. Lực lượng tác chiến chiến thuật và lục quân, lực lượng tên lửa và pháo binh đã đánh bại 7 sở chỉ huy của địch trong các khu vực định cư ở Kharkov, Donetsk và Zaporozhye. Các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Nga vào ngày 5 và 6 tháng 12 đã được Bộ Quốc phòng tuyên bố là nhằm vào cơ sở hậu cần của Ukraine, rằng việc sản xuất và sửa chữa vũ khí của Ukraine tại các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự đã bị dừng lại. Việc vận chuyển thiết bị quân sự bằng đường sắt cho lực lượng Ukraine, bao gồm cả sản xuất ở nước ngoài, đã bị gián đoạn. Việc chuyển lực lượng dự trữ đến các khu vực chiến đấu rất khó khăn. Cường độ vụ nổ và mảnh đạn của pháo binh, tên lửa và vũ khí không người lái của Nga đã được các nguồn tin Ukraine thừa nhận đã gây ra các vết thương nghiêm trọng cho binh sĩ, đòi hỏi phải được điều trị chuyên sâu ở cấp độ chăm sóc 3 và 4 theo tiêu chuẩn của NATO. Các bệnh viện làm việc theo các tiêu chuẩn này đều được đặt ở thủ đô Kiev và thành phố Lvov, bao gồm cả bệnh viện dã chiến ngay biên giới của Ba Lan. Kênh Public Radio của Ba Lan từng đưa tin rằng các bệnh viện gần biên giới đã điều trị 10.000 binh sĩ Ukraine bị thương. Báo cáo của truyền thông dòng chính phương Tây cũng từng xác nhận rằng các bệnh viện của Ukraine đang trở nên quá tải và phải vật lộn đối phó với dòng thương binh chồng lên dòng người dân bị bệnh tật thông thường. Hãng tin AP xác nhận đã có những đoàn tàu di tản về phía Tây đã tăng lên trong suốt tháng 5, nhưng dường như đã dừng báo cáo kể từ đó. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào Ukraine có thể sơ tán và cấp cứu những binh sĩ bị thương ở những khu vực chiến sự? Chính quyền Kiev sẽ sử dụng phương tiện vận chuyển nào và các binh sĩ bị thương sẽ được gửi đến đâu? Trong tình trạng mọi thiết bị vận hành đều thiếu nhiên liệu hoặc điện và mạng lưới điện giao thông đã bị phá hủy dưới hỏa lực của Nga. Hệ thống điện không thể phục hồi.
Tình báo quân sự của Mỹ, NATO và Nga đều đang theo dõi nhiệt xạ, ánh sáng, khí ga, tiếng ồn, điện thoại di động và sóng vô tuyến điện từ các địa điểm có các đơn vị chiến đấu để xác định vị trí và khả năng di chuyển của họ. Tác động của chiến dịch phá hủy lưới điện đã gây áp lực lên các công ty năng lượng Ukraine. Theo chính quyền Kiev, tai nạn xảy ra thường xuyên nhất trong hệ thống điện khi người dân cố gắng thay thế hệ thống sưởi ấm trung tâm bằng máy phát điện gia đình và các thiết bị khác. Nhiều vụ nổ xảy ra ở thành phố Odessa cho thấy việc người dân bật máy điều hòa và máy sưởi đã làm quá tải cơ sở hạ tầng lưới điện còn lại. Các kỹ sư điện của Ukraine đang kiệt sức trong nỗ lực sửa chữa nhanh chóng để khôi phục nguồn điện, nhưng họ không mấy thành công. Họ không chỉ chịu áp lực từ các cơ quan nhà nước, người dân, mà còn cả với người Nga, khi các cơ sở vừa có khả năng phục hồi thì lại bị lực lượng Nga tiếp tục phá hủy. Ngoài ra, chính quyền Kiev xác nhận rằng việc liên lạc bằng điện thoại di động của người dân cũng ngày càng trở nên khó khăn hơn. Trong các điều kiện tồi tệ này, các thành phố phía đông Ukraine đã ghi nhận các vụ cướp bóc và trộm cắp nhiên liệu, thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác. Các kênh truyền thông địa phương của Ukraine tại Nikolaev và Odessa đã đưa tin về các hiện tượng tiêu cực này, nhưng trên mặt báo chính thống của Mỹ và châu Âu lại không thấy đề cập. Khi các trạm bơm nước và thoát nước bị hỏng, căn bệnh dịch tả vốn cướp đi sinh mạng của nhiều người cách đây hơn một thế kỷ, thì nay lại có dấu hiệu bắt đầu hoành hành tại Ukraine. Mất điện và mất nước trên diện rộng cũng sẽ khiến dòng người tị nạn gần như chắc chắn cao hơn những gì đang được báo cáo. Và nếu việc sơ tán hàng loạt dân chúng tại các thị trấn và thành phố có hệ thống cung cấp nước bị hư hỏng, gây ô nhiễm nguồn nước, dịch bệnh sẽ bùng phát. Các quan chức Ba Lan, Đức và Liên minh châu Âu công khai thừa nhận làn sóng người tị nạn Ukraine qua biên giới Ba Lan đã sớm bắt đầu. Tuy nhiên, các báo cáo hàng ngày của lực lượng biên phòng Ba Lan về dòng người Ukraine vào Ba Lan cũng như quay trở lại Ukraine vẫn chưa xác nhận điều này. Có bằng chứng không chính thức ở Ba Lan rằng các bản tin của lực lượng biên phòng Ba Lan đang bị thao túng và số lượng người Ukraine vượt biên để trở về nhà ít hơn rất nhiều so với các dòng tweet của lực lượng biên phòng đang báo cáo. Trong khi ấy, theo trang Ukrainian in Poland, thì số lượng người Ukraine di tản sang Ba Lan tiếp tục tăng đáng kể từ tuần này sang tuần khác, xác nhận dự báo của các chuyên gia về làn sóng tị nạn mới từ Ukraine khi thời tiết lạnh giá bắt đầu. Giới quan sát nhận định, Nga sẽ phát động một chiến dịch lớn vào mùa đông này. Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng điều đó có thể không cần thiết, bởi với sự khắc nghiệt của mùa đông lạnh giá, Ukraine sẽ bị suy yếu trong bối cảnh hệ thống cơ sở hạ tầng năng lượng đã bị phá hủy gần như hoàn toàn. Đây là thời điểm thử thách sự kiên nhẫn của người Nga. Quý khán thính giả thân mến, bản tin bình luận hôm nay đến đây xin tạm dừng. Quý vị nghĩ sao về đề tài chúng tôi vừa nêu trên? Xin hãy để lại bình luận bên dưới. Mọi bình luận, nhận xét và sự chia sẻ video này của quý vị đều là nguồn động viên quý giá cho đội ngũ làm chương trình của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi video của kênh Tin 360 News. Quý vị nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để theo dõi các video tiếp theo của chúng tôi. Các bản tin bình luận sẽ được phát sóng vào lúc 7:30 các tối từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần. Kính mời quý khán thính giả cùng đón xem. Và bây giờ, Quang Sang xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào các bản tin kỳ sau. Chúc quý vị có một buổi tối thật nhiều niềm vui. Thân ái chào tạm biệt.